bạn đang nghe Granada, một vũ điệu Tây Ban Nha rất là nổi tiếng và đi vào huyền thoại trong những vũ điệu hay nhất trên thế giới. Granada còn là một thành phố ở phía nam Tây Ban Nha nữa các bạn nghe có vui không? Chúng ta sẽ tiếp tục với dân bước giang hồ của Hoàng Trọng. Đó, Việt Nam cũng có Paso Doble vui tươi sống động và cuốn hút lòng người nha các bạn. Các bạn thấy điệu Paso Doble có dễ không nào mà còn hay nữa. Còn chờ gì nữa, hãy cùng đàn với mình piano nhé. Yeah.